Nhân nhanh hai số, bé hơn và gần bằng với 100. Ví dụ 1. 97 thì bằng 100 trừ 3. Còn 99 thì bằng 100 trừ 1. Lấy 97 trừ 1 bằng 96, ghi vào kết quả. Để trống hai chữ số cuối. Bước 2. Lấy 3 nhân với 1 bằng 3, ghi vào 03. Ta được kết quả. Ví dụ số 2. 92 thì bằng 100 trừ 8. Còn 96 thì bằng 100 trừ đi 4. Lấy 92 trừ 4 bằng 88, viết 88 và để trống hai chữ số. 8 nhân với 4 bằng 32, viết 32. Ta được kết quả. Ví dụ 3. 89 thì bằng 100 trừ 11. Còn 93 thì bằng 100 trừ 7. Lấy 89 trừ đi 7 bằng 82, viết 82 để trống hai chữ số cuối. 11 nhân với 7 bằng 77, viết 77. Ta được kết quả. Ví dụ 4. 87 thì bằng 100 trừ đi 13, còn 88 thì bằng 100 trừ đi 12. Lấy 87 trừ 12 bằng 75, viết 75 để trống hai chữ số. 13 nhân 12 bằng 156, viết 156. 156 cộng 1 xuống 5, ta được kết quả 7656. Mời các bạn thực hành với phép tính 91 nhân 95. Comment kết quả ở phía dưới. Hãy subscribe kênh Toán Thầy Khiên để nhận được những bài toán thú vị tiếp theo.